quay ngang nó chạy đi báo rồi báo rồi đi quay báo rồi báo rồi báo chạy đi xe nào con gì đấy ba lội lội nhảy xuống nhá không để trượt được con này to chạy đi chấm ui ui con từ từ anh em nhá. Úi giời cần cong nhá. Kìa đây toàn mè, làm đi hơi có cá khác. Chả mè đâu. Đứa này nó bằng trang của giống à. Mẹ nó cho nó chạy đi mè con này chạy vào nó móc vào đít mẹ ra ngồi mất ăn hàng ngay ngon. Lúc cá nó đã đóng thì không được để quá trung trước, không để căng quá. To đấy, không phải bé đâu. To đấy, con này to đấy. Bắt đây, ta đây. Ông xích lên để tôi quay tao không. Mẹ sợ có to hơn con kia này, mẹ. Thôi mất rồi. Ôi thôi. Ôi giời, nít mẹ ngồi một lít cứ câu cá cái này thì không mà chết. Hai bác, hai con đều vào đuôi hết. Con kia anh dặn vào đuôi. Ôi con kia anh đóng vào đuôi. Mà mông thì phải vào đuôi, kéo nó vào đuôi. Mà mông thì... Anh em nhá, con thứ tư nhá. Con này to đấy nhá, con này to đấy. Anh em hồ cá mà như này, hồ ở đây là quá củ rồi. Thôi để bạn đi. Thôi nghĩa quay vật đi, đừng đưa cho thằng Thiện, đến thả thằng Thiện nó vật đất đấy. Thôi để bạn thôi, thôi con mày vẩy, con kéo lưới thôi. Ôi, đít bạc cực cực. Vật đầu nhá, vật đầu cho vào đang. Ôi, trượt rồi. Ôi thôi, đít mẹ bóng rồi. Úi dồi ôi. Bóng con mẹ rồi, đít mẹ. Con này là con đực và con cái. Ôi, thằng học nói đúng nhá, ông bảo còn con lươn. Úi đít mẹ, con này to hơn con kia ông ạ. Con này to hơn con kia. Con này to hơn con kia, ôi giời, anh em nhìn thấy đít mẹ. Ôi giời, to hơn kia nhiều. Quá vật vã. Đi vào gần bông này. Gần bông mà dính một lừa. Gần bông. Gần bông nhanh. Quả đấy mà chó chạy lúc nữa là bông. Này, cho bắt thêm con lưỡi rồi về. Chó chạy lúc nữa là bông. Ôi, tối ăn đầu thì ngon rồi. Ôi con này chó chạy. Tê lít đi vào ổ luôn. Tối ăn mà lẩu thì vừa phập phù phát giật luôn. Đâu nhắc quả kìa. Quay đâu cho vào tối đi. Địt mẹ con này to hơn con kia. Đấy, vấn đề là cái hồ 100 mà anh em mà câu cá thế này thì chủ hồ nó cũng đuổi thôi. Nó đuổi hộ gái. Nó đuổi hộ gái. Chặt mẹ bỏ cái mình đi, ăn mỗi cái đầu thôi. Ôi, hợp lý. Ôi, giời đi mẹ. To hơn con kia luôn. Để gần lại em. Bạn chim chưa? Huy đây, Huy, ôm cá đây, bạn chụp cho kiểu ảnh. Bên cá đây em. Bây giờ, bỏ ra. Đây từ từ cái dây nó bị mắc vào đây này. Chẳng léo đâu, thằng rửa tay. Bây giờ nhảy hồ nhá. Tôi cầm rồi đây. Tay mà tôi cầm. Ôi giời, đít mẹ. Ôi giời, anh em. Ôi giời, ôi. Vật vã luôn. Đâu. Ôi đít mẹ, con này chửa. Bạn phải, Huy phải cầm giống như Nghĩa này. Huy cầm lên giống Nghĩa đi. Không, cầm mõm cái kìa. Cầm mõm đây á. Ừ. Cẩn thận nhảy hồ nhá. Hai anh em đứng vào. Ôi giời. Con cá có hoành tráng luôn anh em. Hồ 1 lít. Quá tuyệt vời luôn. Hồ. Ôi đây nào. Hồ nào để tên. Cái gì? Ôi giời, mất rồi. Nhìn con mẹ đánh nòm. Mắc cả lồ đủ rồi. Cho đầu vào. Cho đầu. Vào bông thịt gà tiếp đi. Đít mẹ. Đâu. Hai con này. Hai con thế này thì ăn bao giờ cho hết. Đít mẹ. Quá sao. Ủa đùa, vật vã quá. Anh em ơi, con toàn cá to rồi, con phát lại mười mấy cân rồi.
Ôi giời. Rất tuyệt vời. Anh em chuẩn bị vợt đi nha, làm con lửa rồi mẹ.